những số rất là ít những chiếc âm ly cổ mà chất âm hay này, đúng chất cổ này. Và em này là một trong những em công suất rất là gấu. Công suất em này là 350W nhé. Em này Akai các bác biết rồi, đó là dòng âm ly của Nhật. Tuy nhiên thì em này thì em mới xuất cả thị trường châu Âu. Và anh em nào cần những cái chiếc âm ly mà đánh những cái loa Âu mà gồ gồ một chút, to to một chút thì nghiên cứu em Akai này nhé, 1040. Đấy, hiện tại em đang cho ghép với cả Distin 66, cặp loa huyền thoại của anh. Đương nhiên là rất là hợp rồi. Bởi vì bản thân em này nó là cái dòng xuất Âu. Hiện tại em đang để điện 220. Đang để 220 nhé các bác nhé. Nó giải điện từ 101 đến 204, công suất 350W. Em này thì rất là đẹp. Anh em nhìn vỏ gỗ này. Vỏ gỗ này rất là đẹp. Phần cái để tản nhiệt đây. Phần lỗ thở để tản nhiệt đây anh em nhé. Đó. Đây, mặt đây. Mặt rất là đẹp. Em này là size to nhé. Size này của nó là size 48. 48cm. Nó là size lớn. Đây anh em nhìn này. 48cm. Về điện thì 220, đang để 220 rồi. Anh em chơi là rất là tiện. Em này công suất khỏe này. Và em này âm sắc cũng rất là hay. Giá thì nó nhỉnh hơn 7.800 một chút. Đấy, tuy nhiên thì về mọi mặt em đánh giá em này nhỉnh hơn đấy. Em này hơn khá nhiều. Nếu mà 7.800 tính về âm sắc và công suất. Công suất thì sẽ không thể so được với Akai 1040 rồi. Nhưng 7.800 thì anh em mới biết là nó thêm mạnh về âm sắc. Thì âm sắc của em này em đánh giá là nhỉnh hơn. Em 7.800 được 7 thì em này phải được tầm 9.5-10. Đó. Và cái mạch lao lớt của em này thì nó khá là rõ rệt. Anh em thử nhé. Em thử cho các bác nghe. Khi qua lao lớt và không qua lao lớt. Đấy, nó rất là lên rất là rõ. Đây là do cái model này nó vậy nhé các bác nhé. Chứ còn thực tế thì cơ bản mạch lao lớt thì nó là chỉ là cái cắt giải chung xuống thôi. Nó giống chỉ như equalizer ấy, nó cắt giải chung thì tự nhiên cái tép và bát nó sẽ nảy lên như vậy thôi. Em này rất là đẹp. Vì nó xuất đi cả thị trường châu Âu cho nên là em này nó có một cái rất là hay cho các bác. Đó là nó có thể nghe FM được lên đến 108. Đó, cái đấy là cái các bác có tuổi rất là thích. Chơi loa thì anh em nhìn nó có thể chơi từng cặp độc lập hoặc là chơi hai cặp song song. Miễn là anh em cân đối nó đủ công suất và nó phù hợp trở kháng là chơi thôi. Đấy, chơi A hoặc là A cộng B. Đó, chơi song song. Đây, anh em nhìn đây. Cái dây loa này là hôm nay em cũng muốn thử cho các bác cái dây nó tốt một chút. Cái dây này em đang giao lưu với anh em là 190.000 một mét. Thì nó rất là nhiều sợi. Nhưng đây là em chưa có cái đầu mỏ chim cho nên là em cắm tạm. Em phải chia ra để đấu thử cho các bác nghe. 190.000 một mét nhé. Dây đồng 3-4 số 9. À, dây này thì anh em chơi nó lành này. Sản xuất tại Nhật. Dây của Nhật xịn. Made in Japan. À, dây bãi các bác nhé. 190.000 mét. Chắc là em chỉ còn vài chục mét nữa là hết cái lô này thôi. Cái đồ bãi thì nhiều khi là lúc là có, lúc là không có. Đấy, âm sắc rất hay nha. Anh em để ý âm sắc chỉnh bát tép này. Khi về Distin 66 này. Âm sắc là rất là tuyệt vời luôn. Đấy. Rất là mạnh. Các bác nào có nhu cầu sở hữu em Akai 1040 này thì alo trực tiếp cho bên em nha. Số điện thoại đây. Đấy. Kết luận lại là em này là một em âm ly size lớn, bề ngang 48cm này. Công suất khỏe 350W này. Đấy, âm sắc tốt. Và nó là một âm ly cổ. Xuất đi thị trường cả châu Âu nữa cho nên là anh em có thể chơi được những dòng Mỹ rồi những dòng loại Âu mà đòi hỏi về công suất nó nhỉnh một chút. Đôi khi âm ly cổ thì nhiều khi nó lại công suất nhỏ.
Để anh em tìm những em âm sắc tốt này, âm ly cổ, âm sắc tốt này, công suất khỏe thì Akai này là gợi ý nhé. Thực ra cái thương hiệu Akai này anh em chơi đồ cổ rất là thích đấy, và chất âm của nó thì cũng khá là hay. Nếu mà trong tầm tiền thì khó có em nào địch được, được cả mặt hình cả mặt tiếng. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác nha.